Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mâu thuẫn chính phủ, Phạm Minh Chính muốn tống khứ Nguyễn Văn Thể. Nguyễn Văn Thể là thứ trưởng Bộ Xây dựng dưới thời ông Đinh La Thăng. Chuyện ông Đinh La Thăng bị Nguyễn Phú Trọng hành hạ như thế nào thì ai cũng biết rồi. Nếu nói ông Đinh La Thăng dưới quyền ông Nguyễn Tân Dũng thì Nguyễn Văn Thể là phụ tá trong Đinh La Thăng thì ít nhất cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, số phận khác nhau giữa hai con người này là điều cần phải nói nhiều mới có thể tỏ. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2020, trong vụ án Đinh La Thăng, có cơ quan điều tra của Bộ Công an đã kết luận rằng việc Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, nay là Bộ trưởng, ký các văn bản là thực hiện không đúng theo pháp luật. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể từng làm phó cho ông Đinh La Thăng. Lúc đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án làm sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, chuyển hồ sơ về vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đề nghị truy tố 20 bị can, trong đó có ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Hồng Trường, sinh năm 1957, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và tuyệt nhiên không có tên trong danh sách truy tố. Cùng làm Thứ trưởng nhưng ông Nguyễn Văn Thể đã thoát, còn Nguyễn Hồng Trường đã chịu trách chung số phận với ông sếp của mình là Đinh La Thăng. Trong kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể có một số bút phê không đúng với quy định của pháp luật liên quan tới vụ án. Trường hợp này cũng tương tự như trường hợp của ông Tô Lâm đã bút phê trong thương vụ Mobile Phone mua AVG và cuối cùng thì Bộ Công an cho đóng dấu mật những văn bản có chữ ký Tô Lâm và Tô Lâm trở thành vô can. Trong khi đó, trường hợp ông Nguyễn Văn Thể không đóng dấu mật nhưng không ai dám mời ông ta ra tòa. Chỉ như vậy là nhân chứng để đối chất nhưng cũng không thể hoàn thành việc này. Thời Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì ông Nguyễn Văn Thể là cái bóng rất mờ nhạt. Có thể nói, thời làm Bộ trưởng dưới tướng ông Nguyễn Tân Dũng, Đinh La Thăng là Bộ trưởng thét ra lửa. Tuy nhiên, Đinh La Thăng cuối cùng đã nhận lãnh số phận nghiệt ngã nhất. Còn Nguyễn Văn Thể thì âm thầm nhưng không ai dám động đến. Một Bộ trưởng bê bối không thua gì Đinh La Thăng, đây là điều được đưa ra. Ông Nguyễn Văn Thể lên làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, làm rối loạn xã hội. Những doanh nghiệp làm BOT toàn là những sân sau của những quan chức cỡ lớn. Rất nhiều doanh nghiệp tay không bắt giặc nhờ trúng thầu các dự án của bốt và từ đó phất lên. Đụng chạm đến bốt là đụng chạm đến miếng ăn của các thế lực đó. Lợi ích nhóm ở Việt Nam đang xem như hết thuốc chữa. Nó ngày càng phát triển lớn mạnh và Nguyễn Văn Thể là một trong những con người như vậy. Và suốt từ nhiều năm nay, người dân đã bất bình nhưng bốt vẫn đặt sai vị trí, tìm cách chấn lột người dân. Tình hình đã trở nên căng thẳng khi mà hầu hết các trạm bốt bẩn đều bị người dân phản đối. Ngoài việc huy động lực lượng công an trả thù những người đấu tranh chống bốt bẩn, thì ông Nguyễn Văn Thể còn tích cực ra nhiều văn bản dưới luật đổi tên từ thu phí sang thu giá, rồi thu giá lại trở về thu phí. Mục đích là để bao che cho các nhóm lợi ích bốt. Việc ông Nguyễn Văn Thể đã bút phê ký 3 văn bản chỉ đạo không đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định thu quyền thu phí có liên quan đến công ty Cửu Long cũng là liên quan đến lợi ích nhóm bốt. Cụ thể, văn bản này ký vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi Tổng Công ty Cửu Long, Công ty Yên Khánh chỉ đạo là yêu cầu Công ty Yên Khánh căn cứ thông báo kết luận của Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện thanh toán theo đúng tiến độ cam kết, giao Tổng Công ty Cửu Long có trách nhiệm thanh toán theo đúng cam kết. Tiếp đến vào ngày 8 tháng 10 năm 2015, ông Thể ký văn bản có nội dung tương tự. Đây là hình ảnh các sai phạm của ông Nguyễn Văn Thể. Ngoài các văn bản trên, khi Tổng Công ty Cửu Long có báo cáo đề xuất chấm dứt hợp đồng, Nguyễn Chí Thành, vốn là cựu phó vụ trưởng của Bộ Tài chính của Bộ Giao thông Vận tải, đã tham mưu soạn thảo để trình Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký tờ trình vào ngày 22 tháng 6 năm 2015 gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng về tình hình thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ngày hôm sau thì ông Đinh La Thăng ghi ý kiến chỉ đạo ở phía trên góc trái của tờ trình với nội dung đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng hai bên đã ký và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của các nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước, Tổng Công ty Cửu Long. Như vậy là sai phạm về bốt Nguyễn Văn Thể cũng có liên quan từ thời ông Đinh La Thăng và cho đến lúc ông Thể làm Bộ trưởng, ông vẫn tiếp tục. Và như vậy thì tội của Nguyễn Văn Thể không thể nhẹ hơn Đinh La Thăng. Nhưng tại sao ông Thể không hề gì? Và điều này dẫn đến dư luận cho rằng
ông Nguyễn Văn Thể thuộc phe nào. Sai phạm khủng nhưng mà vẫn không sao thì chỉ có thể là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu Nguyễn Văn Thể là người của Nguyễn Tân Dũng thì ông Thể đã cùng chung số phận như Đinh La Thăng rồi. Trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây có 3 người làm người dân ghét nhất, đó là Phùng Xuân Nhạ, Nguyễn Thị Kim Tiến và Đinh La Thăng. Trong đó 2 người là bà Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Phùng Xuân Nhạ xem như là người của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi hiện nay bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về làm trưởng ban chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Còn ông Phùng Xuân Nhạ thì được ông Trọng kéo về làm phó trưởng ban tuyên giáo. Ông Nguyễn Văn Thể đi lên từ chính phủ và ngồi ở chính phủ được 3 năm, làm nhiều người không nghĩ ông Thể là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, qua vụ án Đinh La Thăng và những gì mà ông Nguyễn Văn Thể thực hiện, thì ông Thể được thế lực khác nâng đỡ đầu, chứ không phải là thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Và thế lực đó không ai khác, chính là Nguyễn Phú Trọng. Trước đại hội lần thứ 13, nhiều người nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Thể sẽ rớt ủy viên trung ương sau quá trình tai tiếng. Tuy nhiên, ông Thể vẫn còn ủy viên trung ương và hiện giờ vẫn là thành viên của chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh cho rằng có thể ông Nguyễn Phú Trọng đã đỡ đầu cho ông Nguyễn Văn Thể. Qua những gì ông Nguyễn Văn Thể thể hiện nhiều năm qua, thì ông Nguyễn Văn Thể khó mà hòa hợp được với chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Được biết, trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính có Nguyễn Thanh Nghị, người mà ông Nguyễn Tân Dũng đã ủy thác trong Phạm Minh Chính phải chở che. Và nếu có người của ông Nguyễn Phú Trọng trong chính phủ thì rất khó cho ông Phạm Minh Chính phối hợp với Nguyễn Thanh Nghị thực hiện những ý đồ lớn. Việc chuyển Nguyễn Văn Thể ra ngoài chính phủ là một việc mà Phạm Minh Chính rất muốn làm. Tuy nhiên, muốn ông Nguyễn Văn Thể đi ra khỏi không phải là dễ. Không phải ngẫu nhiên mà sau bao nhiêu bê bối, ông Nguyễn Văn Thể vẫn ngồi lù lù trong chính phủ mới của ông Phạm Minh Chính cho đến giờ và dường như không suy chuyển gì. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Nguyễn Văn Thể có như Đinh La Thăng hay không? Lúc ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, ông Đinh La Thăng rời khỏi Bộ Giao thông Vận tải đến Sài Gòn làm bí thư thành ủy. Việc cơ cấu về địa phương để làm bàn đạp phóng lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, khi không còn được nâng đỡ của Nguyễn Tân Dũng, thì ông Đinh La Thăng đã gãy cánh giữa đường. Nguyên nhân là bởi Đinh La Thăng là thuộc hạ của ông Nguyễn Tân Dũng. Đây là hình ảnh cho rằng ông Nguyễn Văn Thể đang muốn thay Trần Lưu Quang hoặc Nguyễn Thành Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Đinh La Thăng ra khỏi chính phủ về địa phương bởi không hợp với thủ tướng mới là Nguyễn Xuân Phúc. Lần này cũng có thể như vậy, ông Nguyễn Văn Thể rất có thể sẽ rời chính phủ của ông Phạm Minh Chính để về địa phương. Ông Phạm Minh Chính rất muốn điều này và Nguyễn Văn Thể cũng như vậy. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng có thuận theo ông Nguyễn Văn Thể hay không lại là chuyện khác. Ông Trọng dường như vẫn muốn cài của người của mình vào chính phủ. Công việc mà ông Nguyễn Phú Trọng rất hay làm trước đây khi ông đã cài Vương Đình Huệ vào chính phủ của ông Nguyễn Tân Dũng nhưng bất thành. Không biết số phận của ông Nguyễn Văn Thể sẽ ra sao. Theo thông tin tiết lộ, thì hiện ông Nguyễn Văn Thể đang muốn về Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế cho ông Trần Lưu Quang hoặc ông Nguyễn Thành Phong. Và ông Trần Lưu Quang thì chắc chắn sẽ dẫn ra Hải Phòng, nhưng việc đi hay ở của ông Nguyễn Văn Thể hiện nay cũng chưa chắc chắn. Tuy nhiên, chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mà về ngồi một trong hai chiếc ghế kể trên cũng là một cơ hội lớn cho ông Nguyễn Văn Thể để rời đi khỏi Bộ Giao thông Vận tải. Không biết ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao trong thời gian tới. Tạm thời thì ông Nguyễn Văn Thể sẽ chưa ra sao cả. Tuy nhiên, khi thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng yếu đi thì rất có thể ông Nguyễn Văn Thể sẽ là một Đinh La Thăng thứ hai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021 với bản tin Mâu thuẫn chính phủ, Phạm Minh Chính muốn tống khứ Nguyễn Văn Thể. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.